Vậy là mùa hè đã đến rồi. Không biết các bạn nhỏ có kế hoạch đi chơi đâu chưa nhỉ? Còn bốn bạn tham gia hành trình đi để lớn lên lần này được tham gia một chuyến trải nghiệm ở ngoại thành thành phố sau một năm học thật chăm chỉ. Địa điểm các bạn đến tham quan đó là nông trại Dê Trắng ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Bốn bạn tham gia buổi trải nghiệm ngày hôm nay là bạn Kiều Anh, bạn Quỳnh Hương, bạn Quỳnh Lam và bạn Minh Hà. Hôm nay chúng mình sẽ được trải nghiệm những hoạt động gì nhỉ? Háo hức quá đi thôi! Em chào các bạn! Em chào anh ạ! Chào mừng các bạn đã đến với khu vực nông trại Dê Trắng. Anh tên là Duy Quyết. Hôm nay anh sẽ cùng với các bạn di chuyển và khám phá ở bên trong nông trại. Hôm nay thì chúng ta sẽ được hóa thân thành các bác nông dân cùng với việc là đi chăm sóc các bạn động vật ở bên trong nông trại. Rồi, ngay bây giờ thì mời tất cả các bạn nhỏ cùng với anh di chuyển vào bên trong nông trại để chúng ta đi khám phá nào. Yeah. Sẵn sàng chưa? Tại huyện Ba Vì, Hà Nội, ngoài những khu du lịch sinh thái hấp dẫn, những nông trại giáo dục như nông trại Dê Trắng cũng là một điểm đến lý tưởng cho các gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ đến khám phá và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, học thêm nhiều kiến thức bổ ích về các loài động vật. Chắc hẳn nhiều bạn đã được bố mẹ cho đi chơi công viên, sở thú rồi, nhưng không phải bạn nào cũng được trực tiếp tham gia quy trình chăm sóc các loài vật nuôi. Vậy bốn bạn tham gia chương trình hôm nay sẽ dẫn chúng ta khám phá từng khu nông trại tại đây nhé. Đi thôi. Đầu tiên, bốn bạn được anh Quyết đưa tới tham quan khu trại đa điều. Đà điểu là loài chim lớn nhất và chạy nhanh nhất trên thế giới với tốc độ lên đến 65 km/h đấy các bạn ạ. Chúng có nguồn gốc từ châu Phi và nặng từ 90 đến 130 kg. Món ăn yêu thích của đà điểu là các loại thức ăn xanh, đặc biệt là cỏ di nê. Nhưng mà đây không phải là cỏ di nê đâu. Nhưng có vẻ đang đói nên bạn đà điểu này ăn trông ngon ghê. Tiếp theo, các bạn được đến thăm trại hươu sao. Hươu sao được coi là loại động vật quý hiếm cần được bảo vệ, nên các bạn hươu sao ở đây được chăm sóc rất chu đáo. Như vậy, các bạn ý cũng khá thân thiện và hiếu khách đấy chứ. Điều và hươu sao, các bạn sẽ được gặp bạn động vật nào tiếp theo nhỉ? Các
bạn ơi, hiện tại thì chúng ta đang di chuyển ở bên trong khu vực chuồng dê của nông trại Dê Trắng. Ở đây thì sẽ nuôi 3 loại dê chính, đó chính là dê Sanen, dê Bách Thảo và loài dê cỏ. Và đặc biệt ở đây sẽ có các bạn cừu, giống cừu Phan Giang của Việt Nam. Rồi các bạn ơi, ở đây thì đó chính là loài dê Bách Thảo. Đó, một loài dê Bách Thảo. Mình có thể để ý kỹ thấy loài dê Bách Thảo sẽ khác với loài dê Sanen. Đó chính là bạn ấy sẽ có một cái tai rất là to như thế này. Và bạn ấy sẽ cụp xuống. Đó. Ngay bên cạnh bạn dê Bách Thảo đó chính là loài dê Sanen. Các bạn dê Sanen này thì sẽ có thể trạng cũng như là vóc dáng to lớn hơn loài dê Bách Thảo. Bạn dê Sanen này thì là loài dê có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Loài dê này sẽ thường để cung cấp sữa cho chúng ta sử dụng. Đó. Vậy ở đây có các bạn nào đã được uống sữa dê bao giờ chưa? Thường thường chúng ta ở nhà hay uống sữa bò đúng không? Thì chúng ta phải nhìn thật kỹ nhá. Đó, tai của này thế nào khác với bạn dê Bách Thảo nhỉ? Bé hơn mà, vảnh lên, đúng rồi, một đặc điểm rất là tốt luôn. Và các bạn dê Bách Thảo này thường thường sẽ có màu lông chủ đạo là màu trắng. Và loài cỏ của bạn ấy đang ăn, đó chính là loài cỏ Guinea. Đấy, sẽ là loài cỏ thường thường cung cấp thức ăn cho các bạn dê. Rồi, ở phía bên chuồng này đây, mời các bạn di chuyển sang. Đó, ở bên chuồng đây thì sẽ có là loài dê Bách Thảo khác với các bạn dê Sanen ở kia. Chúng ta phải nhìn kỹ đoán xem bạn dê Bách Thảo này khác một đặc điểm nào khác hoàn toàn so với bạn dê Sanen nào. Ui rồi, rất là giỏi, ok luôn. Bạn này cung cấp sữa không được, cung cấp sữa rất là ít. Thường thường bạn này chỉ cung cấp thịt thôi. Các bạn đến với trại dê của cô thì các bạn sẽ được nhận cỏ để chăm sóc các bạn dê. Nhưng mà điều kiện là các con phải cầm cỏ ở gốc cỏ này, không được sờ tay vào cái lá xanh này của cô này. Cái lá này nó của cô nó rất là sắc, mà các bạn tay các bạn thì rất là non nên là các bạn vào thì các bạn sẽ bị đứt tay. Mà khi các bạn cho ăn thì các bạn sẽ cầm từng cây cỏ một thế này các bạn cho ăn nhé. Thì bây giờ cô sẽ phát cỏ cho các bạn vào, các bạn cho dê ăn nhé. Mình bước vào nông trại dê, mình cảm thấy choáng ngợp. Sau khi tiếp xúc với mấy bạn dê, mình cảm thấy mấy bạn ấy cũng dễ thương ấy chứ. Khi mà mình cho dê ăn thì các bạn có vẻ như là không hợp tác với mình cho lắm vì mình cũng không có quen, nhưng sau đó thì dần dần mình đã bắt đầu quen hơn với bạn ý và bắt đầu các bạn ý cũng đã quen dần với mình hơn. Anh ơi, trong đây em cứ ngửi thấy cái mùi gì nồng lắm anh ạ. À, cái mùi mà các bạn đang được thưởng thức đó chính là mùi hương nước hoa của các bạn dê. Đó, cái mùi hương nước hoa của các bạn dê này thực ra đó chính là mùi mồ hôi của các bạn dê. Đấy, mùi mồ hôi này khi vào các đợt kết đôi của các bạn dê thì các bạn dê được sẽ tiết ra một cái mùi mồ hôi này để gọi là quyến rũ các bạn dê cái để kết đôi đấy nhá. Các bạn ơi, sau khi mà chúng ta đã tham quan các bạn dê cùng với việc là chăm sóc các bạn dê xong rồi thì bây giờ ạ, anh sẽ dẫn các bạn đến với một trải nghiệm vô cùng thú vị ở tại nông trại Dê Trắng, đó chính là trải nghiệm vắt sữa dê thủ công. Yeah! Rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn di chuyển cùng với anh để lên trên khu vực chuồng dê để chúng ta trải nghiệm luôn nào. Rồi các bạn ơi, giới thiệu cho các bạn, đây là bạn dê sang 11 của anh. Bạn dê sang 11 này là giống dê Sanen, là giống dê thường cung cấp sữa chủ yếu cho bên nông trại. Anh ơi, cái con này được bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, bạn dê sa này thì được 5 tuổi rồi, nhưng mà bạn ấy đã vắt sữa được 3 năm rồi. Đó. Anh ơi, vậy một ngày bạn dê này vắt được bao nhiêu lít sữa ạ? Giống dê Sanen này thường thường khi mà ở khu vực của bạn ấy sống ấy, khu vực ở Thụy Sĩ thì bạn ấy sản lượng cung cấp sữa của bạn ấy có thể lên đến 5 đến 7 lít sữa một ngày. Nhưng mà khi về với Việt Nam sinh sống thì giống dê Sanen này sau khi đẻ con bạn ấy sẽ
cho con uống sữa của bạn đó. Cho nên lượng sữa do thời tiết khí hậu nữa, cho nên lượng sữa đã bị giảm đi sẽ tầm khoảng 1 đến 2 lít một ngày thôi. Bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng ta sẽ trải nghiệm vắt sữa dê nhá. Em cầm mũ anh. Ok. Rồi, bầu sữa dê thì rất là căng và mọng. Đấy, thì bây giờ thì một chúng ta sẽ sử dụng luôn cả hai tay. Đấy, một tay thì chúng ta sẽ cầm lên phía bên trên của bầu sữa. Đó, đấy, cầm thật chặt nó nhá, không là nó như kiểu là khóa van của cái sữa dê không cho sữa nó chảy ngược lên lại. Đó. Tay còn lại thì chúng ta sẽ nắm chặt và bóp. Đó, để cho sữa dê ra. Đó. Đó, chúng ta sẽ vắt liên tục như thế này cho đến khi mà chúng ta được lượng sữa. Đó, như thế này, nhiều như thế này đây. Anh ơi, sữa này vắt xong có uống được luôn không anh? À, sữa này sau khi vắt xong thì chúng ta sẽ không sử dụng được luôn. Do lượng ở bên trong lượng sữa dê sẽ vẫn còn nhiều tạp chất không tốt cho cơ thể. Vì thế chúng ta sẽ phải sử dụng một trong hai phương pháp như là thanh trùng và tuyệt trùng thì chúng ta mới sử dụng được luôn nhá. Rồi, sau khi mà anh hướng dẫn các bạn vắt sữa dê xong rồi thì bây giờ anh xin phép mời các bạn vào chúng ta trải nghiệm vắt sữa nhé. Rồi, mời bạn giày trước nào. Rồi, đầu tiên chúng ta phải làm gì nhỉ? Bóp chặt phần ở trên. Đúng rồi, và chúng ta... Đúng rồi, sử dụng hai tay, một tay chúng ta sẽ cầm chặt ở phía bên trên. Cầm chặt vào, không sợ bạn ấy đau đâu. Tay còn lại thì chúng ta sẽ bóp. Bóp nắn nhẹ nào, bóp nhẹ nhàng ở phía bên dưới vào cho sữa ra. Sữa ra chưa? Rồi ạ, chị ơi cho em làm với. Rồi, mời bạn. Rồi sau khi mà anh vừa đã hướng dẫn cho các bạn vắt sữa dê rồi, ở đây thì các bạn đã biết vắt sữa dê chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ thì anh sẽ có một thử thách dành cho tất cả các bạn, đó chính là cuộc thi vắt sữa dê. Đó, được chưa? Bây giờ anh cần những cánh tay xung phong để chúng ta thi cuộc thi này nào. Để anh kiểm tra lại xem nào. Rồi, bây giờ anh sẽ xin phép mời bạn anh. Đó, một thí sinh đầu tiên. Đấy, và bên cạnh đó mời bạn Lan luôn. Để chúng ta sẽ tham gia thử thách vắt sữa nhá. Cuộc thi vắt sữa dê giữa Quỳnh Lan và Kiều Anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Hiệp 1 là có một sự khó khăn nhẹ nhẹ đối với bạn Quỳnh Lam. Đấy. Nhưng mà sang với hiệp 2 thì chúng ta sẽ đổi chỗ cho nhau, được chưa? Chưa biết ai hơn ai đâu đúng không? Đây hơn này. Chuẩn bị, hiệp 2 của cuộc thi vắt sữa bắt đầu. Nhanh.
thời gian còn lại 3, 2, 1, kết thúc. Rồi, mời tất cả các bạn đứng dậy nào. Rồi, bây giờ anh xin phép là nhận lại kết quả của hai bạn. Đó, rồi cho anh xin phép. Em dài hơn. Đây anh đang là kết quả của hai bạn Lam và anh. Qua phần thi này thì anh nhận xét hai bạn. Mỗi bạn đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Đó. Bạn ở Lam thì đã cố gắng hơn trong hiệp đấu thứ hai. Đấy, đã bắt ra được những lượng sữa gọi là khá là nhiều. Còn bạn anh đã rất là giỏi và đã thuần phục được bạn dê này. Đấy, để bắt được rất là nhiều sữa, nhưng mà hơi đáng tiếc một chút là bạn anh cuối giờ đã bị đánh đổ một chút đấy. So vì thế cho nên lượng sữa của bạn Lam đã nhỉnh hơn bạn anh thôi. Qua phần thi này thì anh thấy hai bạn đều rất là giỏi, đều có những ưu và nhược điểm riêng đấy. Thì anh xin chúc mừng hai bạn đã vượt qua được thử thách bắt sữa dê ngày hôm nay. Yeah! Lúc mà vắt sữa thì có con thì nó hiền, có con thì nó giữ, nó không cho vắt sữa. Khi mình tham gia thử thách thì bạn dê của mình rất là dễ tính. Mình đã vui với bạn và bạn cho mình rất nhiều sữa. Và mình đã hoàn thành thử thách và mình đã là người chiến thắng. Trải qua phần thử thách vắt sữa dê khá căng thẳng. Và giờ các bạn được anh Quyết đưa đến một địa điểm đặc biệt nhất của trang trại. Đó là nơi nào vậy? Rồi, chào mừng các bạn nhỏ đã đến với khu vực trại lạc đà Abaca. Bây giờ anh và các bạn sẽ di chuyển vào bên trong khu vực trại lạc đà để tham quan nhá. Đi thôi. Hiện tại thì chúng ta đang đứng ở bên trong khu vực chuồng của các bạn lạc đà Apaka. Và xin giới thiệu với các bạn, ở chuồng lạc đà Apaka có hai loài lạc đà, hai bạn lạc đà Apaka đây. Một bạn màu trắng và một bạn màu nâu. Đây là giống lạc đà Apaka, là giống lạc đà không có biếu. Đấy, sẽ khác với các bạn giống lạc đà có biếu như loài giống lạc đà hai biếu và giống lạc đà một biếu. Đó, hai bạn lạc đà Apaka này thì có nguồn gốc quê hương của bạn ấy là ở vùng Nam Mỹ. Đó, và bạn này sống ở trên vùng núi lạnh. Khác với các bạn lạc đà bình thường sẽ sống ở đâu nhỉ? Đúng rồi, các bạn lạc đà bình thường sẽ sống ở trên vùng sa mạc, nhưng mà đối với các bạn lạc đà này thì sống ở trên vùng núi lạnh cơ, cho nên mà ở việc mà bạn ấy sẽ không thể chịu được nóng so với các bạn lạc đà khác đó. Và các bạn lạc đà Apaka này cũng được là loài lạc đà có giá trị lớn nhất so với các bạn lạc đà khác, do bộ lông của các bạn ấy rất giá trị, bộ lông có tính giữ nhiệt rất là cao. Thường thường bộ lông này sẽ dùng những kiểu để làm gì, làm quần áo này, làm chăn này, làm gì, khăn quàng cổ, làm mũ, rất là ấm luôn. Đó. Bây giờ thì anh xin phép mời cả đoàn của chúng ta sẽ di chuyển cùng anh để tham quan bạn lạc đà hai biếu hay bạn lạc đà sống ở trên ở vùng sa mạc đấy. Rồi, mời các bạn di chuyển cùng anh nào. Bước đến trại lạc đà, mình thấy các bạn lạc đà rất là dễ tính và các bạn ấy rất là to. Mình cho các bạn ấy ăn cỏ, bạn ấy ăn rất nhiều và bạn ấy cũng rất vui. Mình được cho những con lạc đà ăn, mình thấy hơi sợ một tí, nhưng mà xong rồi mình bắt đầu mình làm quen được dần thì mình đã hết sợ. Mình cũng thấy rất là vui và cũng thấy rất là thú vị. Ngay bên cạnh các bạn.
bạn, đây đó chính là loài lạc đà Ấn Độ. Loài lạc đà Ấn Độ là loài lạc đà hai biếu. Đó. Ở trên thế giới sẽ có ba giống lạc đà chính, đó chính là loài lạc đà hai biếu, lạc đà một biếu và loài lạc đà không có biếu, đó chính là loài lạc đà alpaca hay cái bạn lạc đà vừa nãy chúng ta đã tham quan đấy. Lạc đà hai biếu này thì là sống ở trên vùng sa mạc Ấn Độ. Đó. Bạn này có trọng lượng lớn nhất trong số các loài lạc đà, trọng lượng bạn ấy có thể từ 300 đến 1.000 kg. Đó là 1.000 kg là bao nhiêu nhỉ? Một tấn. Đúng rồi, rất là lớn luôn. Bạn lạc đà này sống ở trên vùng sa mạc, vì thế bạn ấy có thể ăn và uống rất là nhiều trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Đó, cái biếu của các bạn ấy, đố các bạn là cái biếu của bạn ấy dùng để làm gì? Ta có tác dụng là gì? Có bạn nào biết không? Cầm. Cầm á? Tích trữ nước, đồ ăn. Tích trữ nước và đồ ăn, có đúng không? Cái biếu của bạn ấy sẽ có tác dụng để tích trữ nước, tích trữ mỡ hay là tích trữ năng lượng vào trong đó, để bạn ấy có thể là đi xuyên suốt một quãng đường rất là dài ở trên sa mạc. Vì trên sa mạc thì chỉ có gì? Toàn cát, đó, toàn cát và sẽ không có thức ăn, đúng không nhỉ? Ở bên dưới bạn ấy sẽ có một cái đệm thịt để các bạn ấy có thể đi trên vùng sa mạc rất toàn đa số là cát. Đấy, để đi dễ dàng hơn, đấy, tránh là bị lún hoặc là bị bấp bênh, đó, được chưa? Anh ơi, sao cái biếu của con lạc đà nó lại lả xuống như thế kia? À, cái biếu của bạn ấy như chúng ta đang nhìn thấy thì biếu của bạn ấy đang bị gì nhỉ? Đang bị teo đi đúng không? Đó là do là biếu của bạn ấy khi mà về đến Việt Nam, đấy, bạn ấy được bên nông trại cung cấp đủ lượng nước cũng như là lượng thức ăn. Do đó thì cái biếu của bạn ấy đã bị tiêu biến đi. Ngoài ra thì khi mà về đến Việt Nam thì khí hậu của Việt Nam thì cũng gọi là mát hơn so với khí hậu vùng sa mạc. Do đó thì bộ lông của bạn ấy đôi khi thì đã bị rụng bớt đi. Đó, ở trên vùng sa mạc thì sáng, đấy, buổi sáng thì rất là nóng, buổi tối thì rất là lạnh. Bộ lông của bạn ấy vừa làm để gọi là một màn chắn bảo vệ của trời nắng nóng, đấy, vừa giữ ấm bọn ấy cho vào buổi tối đấy. Vậy anh ơi, con lạc đà này ăn gì à? À, các bạn lạc đà này bạn ấy ăn được rất là nhiều các loại thực vật khác nhau. Đó, bạn ấy có thể ăn cỏ. Trên sa mạc thì bạn ấy có thể ăn xương rồng để cung cấp nước, để bạn ấy có thể di chuyển trên vùng sa mạc luôn. Và ngoài ra ở bên nông trại Dê Trắng thì bạn lạc đà này cũng đã có một chú, gọi là một chú bé con đấy, do bạn ấy sinh ra. Đó, đó chính là bên cạnh kia đây. Đó, chúng ta phải nhìn sang bên kia, đó chính là bạn lạc đà con của bạn đó đó. Sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu kỹ về tập tính cũng như là về đặc điểm của các bạn lạc đà thì bây giờ anh xin phép mời cả đoàn chúng ta sẽ vào để chúng ta cưỡi lạc đà nhá. Yeah! Đi thôi. Khi nhìn thấy lạc đà, mình ấn tượng nhất với bạn là bạn ấy có hai cái bướu rất là to và chân bạn ấy rất là khỏe. Trải nghiệm cưỡi lạc đà, bình thường các bạn có khi chỉ được nhìn trên TV thôi. Mà hôm nay được tự mình ngồi trên lưng bạn lạc đà, cảm xúc của các bạn lúc này chắc là vui lắm đây. Lúc đầu mình cảm thấy rất sợ nhưng mà cuối cùng là thì nó không kinh khủng như mình nghĩ và nó rất là hiền. Của nó thì mình thấy hơi khó khăn, nhưng mà xong rồi mình đi một lúc thì mình thấy đi cái này rất là vui. Thấy rất là cao. Khi bạn đi thì mình cứ thấy đung đưa.
trải nghiệm này rất là thú vị. Lạc đà mình thấy rất sung sướng và mình nhìn thấy khi mình nhìn xuống dưới đất mình nhìn thấy mình đang ở trên một nơi rất cao. Và đây cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến dã ngoại đi để lớn lên ngày hôm nay. Chúc các bạn nhỏ bước vào một mùa nghỉ hè thật vui vẻ và sôi động. Tạm biệt và hẹn gặp lại.